Nào, cô làm thầy ví dụ 1. Đây, làm tính chia đơn giản đã. Phải kiểm tra quy tắc thừa còn nhá. À, câu A. 8 mũ 4 chia cho 8 mũ trừ 3. Con nhớ nhá. Quy tắc như nào? X mũ m chia cho x mũ n thì bằng x mũ m trừ n. Thầy sẽ được 8 mũ 4 trừ đi trừ 3 và thầy được 8 mũ 7. To quá thầy không biết nữa, để nguyên 8 mũ 7. Câu B. Phần 3 này mũ 6 này chia cho 5 phần 3 mũ 4. Rồi, đây lại là quy tắc x mũ m chia x mũ n. Thầy sẽ được thành 5 phần 3 mũ 6 trừ 4. Và kết quả chính bằng 5 phần 3 mũ 2. Rồi dễ tính, 25 phần 9.